là bộ sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp nên những cái chi tiết dù nhỏ nhất trên bộ sản phẩm đây ạ. Đấy, từ những cái đầu mộng của ngăn kéo đây, dây treo đây chúng tôi cũng làm rất là cẩn thận, chỉnh chu từng chi tiết dù là nhỏ nhất trên sản phẩm. Đức Nghĩa kính chào quý vị và anh chị. Rất vui hôm nay Đức Nghĩa lại có mặt ở đây để cùng giới thiệu đến toàn thể quý vị và anh chị một bộ bàn ghế phòng khách mà chúng tôi vừa hoàn thiện xong. Bộ ghế quốc sắc thiên hương mẫu tay đơn. Và bộ ghế này cũng đã có chủ nhân, được Đức Nghĩa sản xuất theo đơn đặt hàng của một chị khách đến từ Thanh Trì, Hà Nội. Bộ ghế gồm có 8 món, sẽ bao gồm một chiếc văng dài, 4 chiếc ghế đơn, 2 chiếc đôn cao và một chiếc bàn, được cơ sở Đức Nghĩa sản xuất từ chất liệu gỗ hương đá đỏ nhập khẩu từ Nam Phi. Và một sản phẩm này thì được thuộc phân khúc cao cấp nhất của chúng tôi, được sản xuất 100% theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Sau đây thì Đức Nghĩa sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị và anh chị cùng tham khảo bộ ghế này. Hiện tại thì chúng tôi đã sắp xếp và kê hoàn chỉnh thành một bộ hình chữ U, sẽ tốn diện tích một chiều là 4m và một chiều là 2,8m quý vị ạ. Đầu tiên đây là chiếc văng dài có kích thước chiều dài phủ bì là 2m3. Phần trương ghế này thì chúng tôi cũng làm liền khối và được bao cong quý vị ạ. Bao cong, một điểm đặc trưng của mẫu ghế quốc sắc thiên hương mà cơ sở Đức Nghĩa sản xuất. Mẫu ghế mang một phong cách rất là đơn giản hiện đại. Đặc biệt ở bộ sản phẩm này, khác với những mẫu ghế quốc sắc thiên hương tay đơn mà Đức Nghĩa đã sản xuất, thì ở phần vách tựa của sản phẩm này thì chị khách có yêu cầu đó là đục chạm một bức tranh phu thê viên mãn, và hai bên là những chú chim rất là thanh cảnh nhẹ nhàng. Phần vách, ván vách này chúng tôi cũng làm là ván liền tấm quý vị, ván liền tấm được chọn gỗ những tấm ván vân rất là đẹp và đồng đều màu, rất đẹp và đồng đều màu. Hai bên của chiếc văng dài này sẽ có hai chiếc tay đơn, và bên dưới là cái phần ván mặt. Phần ván mặt mời quý vị và anh chị cùng chiêm ngưỡng những đường vân gỗ tự nhiên đi ạ. Nó cực kỳ là đẹp mắt. Dòng gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi đang là dòng gỗ đang được nhận sự yêu thích và quan tâm của rất nhiều anh chị khách hàng, với vân gỗ rất là đẹp mắt và có một cái màu hồng nhạt rất là sang trọng. Đấy, toàn bộ ván mặt của bộ sản phẩm này thì Đức Nghĩa làm dày dặn là 2 phân liền tấm, và xung quanh cái phần ván mặt ở bên trong là những phần khung tranh bao quanh vậy ạ, những phần khung tranh bao quanh. Đấy, chúng tôi làm dày dặn là 4 phân, cũng như là phần yếm được bo cong dày dặn 4 phân, bo cong quý vị, bo cong. Và chúng tôi có đục những cái họa tiết triện và những cái đường quai túi đây nối liền với chân rất là đẹp mắt. Dáng chân ạ, dáng chân cong càng cua rất là đẹp. Và kê theo hình chữ U này thì hai bên chiếc văng dài sẽ có hai chiếc đôn cao quý vị ạ, hai chiếc đôn cao, bên này một chiếc và bên đây một chiếc đôn cao, với kích thước trên mặt sử dụng là vuông 50. Thì chúng tôi có một tấm kính ở bên trên mặt này, và bên dưới thì Đức Nghĩa có thiết kế một chiếc ngăn kéo quý vị ạ. Ngăn kéo rất là rộng, toàn bộ ván đáy đều là ván liền tấm. Đối với những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp thì chúng tôi đều làm là ván liền tấm, và thành ngăn kéo cũng rất là dày dặn. Phần chân yếm được bo cong, và bên dưới có một lược thang cũng như là một cái tấm đợt ván để anh chị khách hàng có thể cất những cái vật dụng cần thiết của phòng khách ở dưới này rất là tiện. Và hai bên sẽ có hai hàng ghế quý vị ạ. Mỗi bên sẽ có hai chiếc ghế được kê cạnh nhau như thế này. Bốn chiếc ghế đơn này có cùng thông số kích thước chiều dài là 1m, chiều cao là 1m15 và chiều sâu là 75 quý vị ạ. Phần trương ghế này chúng tôi cũng làm liền khối và để trơn, uốn cong, bo cong rất là đẹp mắt. Và bên dưới là cái phần vách tựa lưng. Camera hãy tiến lại gần hơn để cho quý vị có thể quan sát được cái phần đục chạm của phần vách tựa lưng đây ạ.
quý vị cùng quan sát một đôi chim uyên ương rất là sinh động, từng đường nét, từng chiếc lông cánh thì chúng tôi cũng tỉa tót rất là kỹ càng trên nền vân gỗ tự nhiên đấy ạ, nhìn rất là sinh động. Hai bên này cũng có hai chiếc tay đơn quý vị, hai chiếc tay đơn, và ván mặt cũng dày dặn là hai phân, ván mặt dày dặn là hai phân. Đấy, chiếc cái đơn thứ hai đấy ạ. Phần vách tựa đục chạm rất là đẹp, rất là chân thật và sống động. Và ở trung tâm của bộ ghế là một chiếc bàn rất là rộng quý vị ạ, rất là rộng, với kích thước chiều rộng là 1m28 và chiều dài là 1m68 trên mặt sử dụng. Mặt ván thì chúng tôi để trơn theo yêu cầu của chị khách hàng. Và ván này thì chúng tôi phải chắp đôi quý vị ạ, vì kích thước rất là rộng nên chúng tôi phải chắp đôi. Toàn bộ ván mặt này cũng là dày dặn 2 phân. Và tiếp đến cái phần khung tranh của bàn cũng vậy, cũng dày dặn là 4 phân và được kết cấu với nhau bằng kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Quý vị có thể thấy những cái đầu mộng đây ạ, hai chi tiết đầu mộng. Mộng là mộng liền với phần khung tranh này và đâm xuyên ra bên ngoài quý vị ạ. Xuyên ra bên ngoài rất là chắc chắn, sẽ đảm bảo được độ bền bỉ cho sản phẩm. Bên dưới thì chúng tôi có thiết kế 4 chiếc ngăn kéo ở 4 góc. Ngăn kéo là chúng tôi khoét moi để anh chị có thể tiện kéo ra kéo vào. Toàn bộ ván đáy của ngăn kéo chúng tôi cũng làm liền tấm và được hoàn thiện rất là kỹ càng bên trong bên ngoài. Thành ngăn kéo rất là dày dặn và đều được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng mang cá đấy quý vị. Quý vị cùng quan sát là bộ sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp nên những cái chi tiết dù nhỏ nhất trên bộ sản phẩm đây ạ. Từ những cái đầu mộng của ngăn kéo này, dây treo này chúng tôi cũng làm rất là cẩn thận, chỉnh chu từng chi tiết dù là nhỏ nhất trên sản phẩm. Chân cong, dáng chân cong, phần yếm được mo cong, những cái đường chỉ rất là đẹp mắt. Bên này là hai chiếc ghế đơn còn lại, hai chiếc ghế đơn còn lại. Sau đây thì Đức Nghĩa xin phép đã được ngồi lên chiếc ghế đơn này để quý vị có thể hình dung ra được khi kê vào không gian phòng khách của gia đình anh chị cảm giác sẽ như thế nào ạ. Ghế rất là rộng rãi quý vị ạ, rất là rộng rãi. Đối với một người có ngoại hình vừa phải như Đức Nghĩa thì có thể ngồi được hai người, hai người. Và phần trương này thì chúng tôi để trơn, khi quý vị và anh chị tựa đầu sẽ rất là thoải mái. Và cũng như cái phần ván vách đây quý vị ạ, ván vách thì chúng tôi uốn lượn và có một cái độ vác nhất định để khi quý vị ngồi tựa lưng sẽ rất là ôm lưng quý vị ạ, rất là ôm lưng. Cái phần nhô này ra, phần cong này ra sẽ rất là ôm lưng, rất thoải mái. Hai bên là hai tay đơn rất là trơn tru. Và quý vị cùng chiêm ngưỡng những cái đường vân gỗ trên phần ván mặt này ạ. 100% là vân gỗ tự nhiên quý vị ạ, 100% là vân gỗ tự nhiên. Ván mặt này cũng dày dặn là 2 phân. Và đi sâu về cái kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Toàn bộ chi tiết của cái phần khung tranh này chúng tôi đều được kết cấu với nhau theo kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Không rất là chắc chắn, không kém chất lượng như những cái hàng phổ thông mà dùng đinh hoặc là dùng vít. Và bên cạnh mẫu ghế tay đơn này thì Đức Nghĩa cũng có sản xuất những cái mẫu ghế cúc sắc thiên hương, mẫu tay hộp. Bên trong này là hai bộ sản phẩm cúc sắc thiên hương, mẫu tay hộp quý vị ạ. Đức Nghĩa sẽ giới thiệu qua để quý vị cùng chiêm ngưỡng. Đây là bộ thứ nhất gồm có 6 món được kê theo quy cách 113 hình đối xứng nhau. Bộ sản phẩm này thì chúng tôi cũng chưa có chủ nhân, được chúng tôi chọn lựa gỗ đây. Quý vị cùng quan sát được những cái đường vân gỗ ở trên bộ sản phẩm đấy ạ, rất là đẹp mắt, phải nói là vân cực kỳ VIP quý vị ạ. Kê theo hình đối xứng nhau thì một bên sẽ có một chiếc vang dài, bên còn lại sẽ có hai chiếc ghế đơn đối xứng nhau, sẽ rất phù hợp gia đình anh chị có không gian phòng khách theo dạng nhà ống. Và tiếp ở bên trong này đó, là cũng là một bộ ghế cúc sắc thiên hương mẫu tay hộp. Tay hộp gồm có
6 món quy cách 113 kê đối xứng theo hình chữ H. Mẫu này cũng là mẫu cải tiến bên cơ sở Đức Nghĩa, với phần trương gối được đục chạm những cái phần chuyện zig zag và cái phần tay hộp thì chúng tôi làm là ván liền tấm quý vị ạ. Dây dặn là 4 phân, dây dặn là 4 phân, sẽ rất là tiện lợi cho quý vị để tay, rất là khác biệt so với những phân khúc thấp hơn. Thường thường thì sẽ làm ván lồng khung ở bên trong này, thì khi quý vị sử dụng bụi bẩn sẽ rất là dễ bám vào cái phần lồng khung ở cái mặt tay này, nên sản phẩm này thì chúng tôi thuộc phân khúc cao cấp hơn, nên chúng tôi làm là liền tấm luôn quý vị, liền tấm luôn. Bên dưới cũng có một chiếc gần kéo này, rất là rộng. Ván mặt này quý vị, để toàn bộ ván mặt liền tấm dày dặn 2 phân, trọn vân cực kỳ vip. Vách tựa cũng vậy, được chạm họa tiết hoa sen. Hoa sen là loài hoa được mệnh danh là quốc hoa của đất nước Việt Nam. Rất là đơn giản nhưng vô cùng thanh cao và sang trọng. Hai bộ sản phẩm này thì chúng tôi cũng chưa có chủ nhân. Nếu quý vị và anh chị yêu thích những mẫu ghế sofa cốt sắc tiên hương tay hộp thì có thể về trực tiếp cơ sở nằm tại làng nghề Mộc Vạn Điểm để mục sở thị. Quay trở lại với bộ sản phẩm cốt sắc tiên hương ngày hôm nay, bộ ghế gồm có 8 món, bao gồm một chiếc vang dài, một chiếc bàn lớn, một chiếc ghế đơn và 2 chiếc đơn cao. Nếu quý vị và anh chị yêu thích mẫu ghế cốt sắc thiên hương này thì hãy liên hệ với cơ sở theo thông tin mà chúng tôi để ở phần hồ sơ. Tùy vào không gian và kích thước của phòng khách thì Đức Nghĩa sẽ tư vấn về kích thước, kiểu dáng cũng như là kiểu kê để phù hợp với không gian phòng khách của gia đình nhà anh chị. Và bên cạnh chất liệu gỗ hương đá đỏ nhập khẩu từ Nam Phi, Đức Nghĩa có sản xuất từ các dòng gỗ như là gỗ đỏ Vũ Lào, hoặc cao cấp hơn sẽ có gỗ hương đỏ Lào, gỗ muôn hoa Lào và gỗ cẩm Lào. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Đức Nghĩa để được chúng tôi tư vấn kỹ càng hơn. Thời lượng có hạn nên Đức Nghĩa xin phép tạm dừng và kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.